Vào khoảng tháng 3 và tháng 4 vừa rồi, các doanh nghiệp chế biến hàng thủy sản có kinh doanh nội địa của FASEP đồng loạt nhận được thông báo tăng chiết khấu từ Big C với mức tăng từ 4,25 đến 5,5% lên mức 17 đến 25%. Sau diễn biến này, câu lạc bộ doanh nghiệp cung cấp hàng thủy sản cho thị trường nội địa của FASEP đã đoàn kết làm áp lực buộc phía Big C đưa ra cam kết không tăng chiết khấu trong năm nay. Tuy nhiên, diễn biến này đã cho thấy những điểm yếu của hàng Việt Nam trong việc chen chân vào chuỗi phân phối của doanh nghiệp nước ngoài. Và đến lúc nào đó, các doanh nghiệp sẽ không thể trông cậy vào sức mạnh của mối liên kết này mãi được. Nhận định như thế nào từ những người trong cuộc? Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn ngay sau đây. Thưa bà, được biết là vừa qua thì câu lạc bộ các doanh nghiệp hàng nội địa của FASEP đã có nhiều cái buổi làm việc với Big C xung quanh cái việc là siêu thị này yêu cầu đưa ra một cái mức chiết khấu cao hơn, thì không biết là tình hình làm việc cụ thể đến nay như thế nào rồi ạ? Cái câu lạc bộ các doanh nghiệp chế biến hàng thủy sản cung cấp cho thị trường nội địa của FASEP thì chúng tôi đã được thành lập năm 2011. Thì mục đích chính của câu lạc bộ này đó là các doanh nghiệp có điều kiện để mà chia sẻ thông tin và các cái hoạt động để mà hỗ trợ lẫn nhau. Thì khi mà nhận được cái yêu cầu của hệ thống Big C khi mà tăng cái chiết khấu cho năm 2016 này cao, thì chúng tôi đã có một cái văn bản, đã cùng hợp với nhau để mà đưa ra một cái văn bản gửi cho hệ thống Big C. Sau đó rồi là chúng tôi đã có những cái buổi làm việc trực tiếp với lại lãnh đạo cấp cao của hệ thống Big C, và họ cũng đã có một cái phản hồi rất là tích cực, đó là việc là không tăng chiết khấu cho năm 2016 này. Qua đó thì chúng tôi thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta nên có một cái sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, thì tiếng nói của chúng ta nó mới đủ mạnh với các cái hệ thống siêu thị. Mặc dù rằng là đây cũng chỉ là cái thành công bước đầu, hiện nay cái mức chiết khấu của hệ thống Big C vẫn còn rất là cao cho một nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên là cái thành công bước đầu này thì chúng tôi hy vọng rằng là từng cái doanh nghiệp riêng lẻ sẽ phải đàm phán để làm sao đó đạt được cái mong muốn. Tuy nhiên cái mức mà trong câu lạc bộ cùng thỏa thuận với nhau đó là cái mức chiết khấu phải bằng hoặc là thấp hơn 15%. Thưa bà, thì trong cái bối cảnh là cái doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài vào thị trường Việt Nam ngày càng nhiều như hiện nay á, và đi kèm theo đó là cái chuỗi cung ứng từ cái nước của họ, thì tôi nghĩ là trong cái bối cảnh hiện tại khi mà cái nguồn nguyên liệu của họ chưa đủ thì họ cần cái nguồn nguyên liệu nội địa. Nhưng mà trong cái trường hợp là hàng từ nước ngoài vào Việt Nam với thuế suất bằng 0%, có nghĩa là giá cả rất cạnh tranh rồi, thì liệu là lúc đó là chúng ta có còn đủ cái khả năng thương thuyết với họ hay không khi mà họ ưu tiên hơn cho hàng từ nước họ vào Việt Nam? Thật ra thì đó, cái sức mạnh của tập thể đó cũng chỉ là một trong những cái phương cách thôi. Cái vấn đề hiện nay là vấn đề là từng doanh nghiệp một phải có một cái chiến lược về sản phẩm, chiến lược về phát triển kinh doanh của từng suy nghĩ doanh nghiệp mình để có thể đứng vững trên cái sân nhà, có thể những cái sản phẩm mà phù hợp để mà thu hút được người tiêu dùng, cạnh tranh với những cái sản phẩm ngoại nhập. Thì đó là cái việc bài toán mà doanh nghiệp nào cũng phải có cái chiến lược đầu tư. Bởi vì nếu như sản phẩm của chúng ta đủ mạnh, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, thì không phải chúng ta phải khó khăn để đưa hàng vào, mà chính các hệ thống siêu thị họ sẽ mời để đưa cái sản phẩm của chúng ta vào kinh doanh trong hệ thống của họ. Thì khi mà có những cái lộ trình đàm phán thì các doanh nghiệp cũng đã nói rất là nhiều về cái chuyện là làm sao để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình, nhất là trong cái thị trường bán lẻ. Tuy nhiên thì tính đến thời điểm hiện nay thì theo bà đánh giá tại sao chúng ta vẫn rơi vào cái hoàn cảnh bị động như thế này? Tôi nghĩ rằng là hiện nay cái hệ thống siêu thị hiện nay đã có phát triển. Tuy nhiên cái nhu cầu của doanh nghiệp để đưa hàng vào siêu thị thì nó lại lớn hơn. Bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta cũng biết rằng là ngoài cái kênh hiện đại thì cũng còn có cái kênh truyền thống. Tuy nhiên để đầu tư phát triển kênh truyền thống là rất tốn kém. Do vậy rằng là khi các doanh nghiệp vẫn muốn là đưa hàng vô hệ thống siêu thị để bán, mà cái hệ thống siêu thị thì chưa đủ nhiều, thành ra rằng là họ có những cái quyền lực, từ đó rằng là cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta gặp khó khăn. Nếu như đến một thời điểm mà các cái hệ thống siêu thị
cũng giống như là ngân hàng trong thời điểm hiện nay là phải tìm đến các nhà cung cấp, các nhà sản xuất, thì lúc đó cái tiếng nói của các nhà sản xuất sẽ mạnh hơn. Dạ vâng, nhưng mà trong cái lúc mà chờ cái kịch bản tốt như là bà vừa vẽ ra, thì liệu là bên cạnh cái việc liên kết lại để tăng cái sức mạnh trong thương thuyết với lại các cái nhà bán lẻ nước ngoài, hay là tăng cái chất lượng sản phẩm của mình, bà nghĩ là các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành thủy sản ở thị trường nội địa có cần chuyển hướng thị trường, chuyển hướng khách hàng, hay là chuyển hướng như thế nào đó để nó có một cái con đường cho mình ở hiện tại hay không? Tôi nghĩ là đối với những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu thủy sản mà có kinh doanh tại thị trường nội địa là những doanh nghiệp lớn có kinh nghiệm trong cái làm hàng xuất khẩu, thì nếu như muốn tập trung cho thị trường nội địa thì còn phải có một cái chiến lược lâu dài. Lâu nay thì các cái doanh nghiệp mà làm xuất khẩu mà bán hàng tại thị trường nội địa trong ngành thủy sản thì chưa thật tập trung đầu tư cho cái ngành thủy sản tại thị trường nội địa. Do đó rằng là cái tiềm năng để phát triển, để phục vụ cho người dân Việt Nam cũng còn rất là lớn. Bởi vì cái xu thế tiêu dùng của người Việt Nam chúng ta hiện nay thì khi mua hàng trong hệ thống siêu thị thì cũng an tâm hơn, vì nó đã được kiểm soát về chất lượng. Và những cái kinh nghiệm trong cái làm ngành hàng xuất khẩu nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp đó có thể phát triển ra những cái sản phẩm mới để nó phù hợp với lại cái nhu cầu, cái mong muốn của người tiêu dùng. Dạ vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.